các bạn, đây là đôi phượng hoàng mà đồng chí Thao chuyển vào Hà Tĩnh nhé. Phượng hoàng này, bông lửa này. Đấy, đôi này em bán cho các bác kỷ niệm làm cảnh rất là hay, ăn cám rất là ok rồi đấy này. Đấy, em đang nuôi cám. Đang nuôi cám. Hoàn toàn đang nuôi cám.